Em xức kem xong rồi chồng trả bài đó nha. Thôi nha, hôm nay ba hiệp rồi mệt nha. Ba hả? Để bông đào lo. Anh nghĩ là chúng ta cần hợp tác với nhau để mở một cái doanh nghiệp. Cho con 100.000 đồng mở doanh nghiệp nọ. Ôi nhà trời ơi. Cái cuộc gặp gỡ này tôi linh cảm là nó không có tốt lành cho lắm. Linh cảm thầy sai rồi, tôi tới rồi nè. Trời đất ơi, tôi có biết gì đâu, tôi cản tự nhiên nó tân tân, tôi tưởng tân nhà bà. Nó cũng bà nữa. Vậy gì tại sao? Bà vừa nói có tân tân à, là bà nói chồng bà liền. Vậy là bà đâu có tin tưởng chồng bà đâu. Bà nghĩ lúc nào chồng bà không phải tỉnh cho bởi vậy ta nói là đúng liền à, bà quậy liền à. Thôi ôi cái mỏ kìa, rồi ta nói là cái tánh của mày là hả? Tánh em sao? Bao đồng. Cho em xin bồ của chị. Bồ của chị. Để bông đào lo. Còn em nha, tôi nói cho em biết nha, em đúng là cái đồ bao đồng. Trời ơi, em bao đồng mà. Chuyện trong xóm này á, mà có gì chướng tay gai mắt á là em phải ra tay thôi, để bà Lan mình đi quánh bài mà chết. Trời ơi. Đang lúc yêu đương với nhau á thì thấy cái gì cũng đẹp, tương lai lúc nào cũng sáng sủa. Nhưng mà khi vô thực tế rồi, sống với nhau có con có cái, phải cơm áo gạo tiền sửa sung, thiếu thốn đủ mọi bề, chừng đó mới quay về báo cha báo mẹ, đúng không? Nghe lời mẹ đi về đi. Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ. Nhà mình có điều kiện con mà mẹ, con xin mẹ đó. Mẹ đừng chia cắt tụi con mà mẹ. Tụi con yêu nhau thật lòng mà mẹ. Con cháu nội của mẹ nữa, con xin mẹ mà mẹ. Mẹ ơi, nhưng mà lúc em đi tắm sông, em té xuống sông, em chết rồi mà mẹ. Trời ơi. Ở tù xong đánh chết mẹ rồi. Ôi mẹ ơi. Hai đã mang nặng để đau mày đi lụm từng cái ve chai. Rồi á đẻ ra không có tiền cho mày đi học, bán luôn cái nhà. Đó giờ vô khu này ở. Vậy mà các bạn còn chưa chịu nó, mày còn chưa vừa lòng, mày còn chi chiếc mã nữa. Nếu được chọn, tôi không có chọn má làm má của tôi. Tính gì ai, cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà. Coi như chưa từng sanh cho nó đi. Bông Đào, chị phải cảm ơn em á. Ủa cảm ơn em gì chị? Vì đã bao đồng. Bông 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 cô gái bông đào, cô gái bao đồng. Họ họ ơi 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 họ ơi, chuyện nhà ai em chỉ muốn giúp cho một tay. Họ họ ơi 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 họ ơi, anh Tư anh Năm chị Mười. Nè nè, tôi nói nha, không tích cực được á thì tích đất đó.